những cái số fix này nó sẽ là số nguyên, được chưa? Và số nguyên này nó sẽ quy định là làm tròn, đây là làm tròn những cái số sau dấu phẩy. Ví dụ chúng ta có 2 fix 2 thì ở đây chúng ta có 5,56789 thì nó sẽ tự động làm tròn 5,56, làm tròn lên, bởi vì đằng sau nó là số 7 mà, làm tròn lên sẽ là 5,57, đúng không? Tương tự với đấy thì chúng ta ví dụ như có là fix 3 thì sao? Nếu tôi sửa số 2 này thành số 3, giá trị nó bằng cái gì? 5,568. Nếu fix 1 thì sao? 5,6. Nếu tôi để fix 0, 5 hay 6? 5 hay 6? Rồi, không nhá, 6. Nó làm tròn mà, nó làm tròn lên mà. Đây nha, ví dụ tôi để cái này là 4, cái này là 3 đi, theo các bạn nó ra số mấy? 5 hay 6? Đúng rồi, được chưa? Bắt đầu từ số 5 thì nó sẽ chuyển sang 6, đúng không? Đấy là hàm fix. Hàm toString. Hàm toString là gì? Ôi con khỉ. Chuyển từ số sang chuỗi, được chưa? Đấy là hàm toString. Chúng ta có tiếp JavaScript number method. Đúng, chúng ta học toString rồi này, toFix rồi này, toPrecision. Chúng ta đây thấy cái gì? Có phải làm tròn không? Có làm tròn, nhưng mà nó khác so với toFix ở đâu? Không phải làm tròn xuống. Trả lời vớ vẩn, nhìn kỹ đi. Đúng rồi, nó tính số các cái chữ số ở trong cái số gốc. Ở đây là 2 thì nó lấy là 9 và 6, à 9 và 7, đúng không? Làm tròn cái mớ này lên mà nó thành lấy một số sau dấu phẩy thôi thì là 9,7. Đây là 6 thì nếu mà đoạn đằng sau nó thiếu thì chúng ta sẽ cộng thêm lên đôi 4 6. Đúng chưa? Đây, còn ba cái hàm này nữa. Global method, number pass float và pass in. Thì là sao? Ép kiểu một giá trị sang số thì là chúng ta có hàm number là ép sang số bình thường. Pass float là chuyển sang số thực. Thực. Pass in là chuyển sang số nguyên. Đây. 10 20 nó chuyển sang nan, not a number. Nếu mà chỉ để string 10 không chuyển sang 10. Được chưa? Đấy, true thì chuyển sang là 1, false chuyển sang là 0. Đó, chúng ta phải lý. Hết rồi, JavaScript number method chỉ có thế thôi. Tiếp theo chúng ta chuyển về date method. Thứ nhất là kiểu xem date là cái gì đã. JavaScript date là cái gì đã? Đúng các bạn, đây cái số cái mớ này là cái gì ấy? Đây là một ngày tháng năm đấy. Số giây là sai đấy. Số mili giây tính từ 0 giờ 0 phút 0 giây ngày mùng 1 tháng 1 năm 1970 cho đến bây giờ. Được chưa? Chỉ tính từ năm 1970 thôi. Hiển thị ngày tháng năm thì mình sẽ có như sau. Date đóng ở ngoặc. Đúng không? Đây. Chính sao? Nay là thứ mấy? Có phải là Thursday không? November là tháng 11, 23, đúng ngày bao? 2017, 7:47. Đây. Đúng nhá. Chính xác chưa? Rồi. Đấy đấy. Click date create date object. Thì chúng ta có 4 cách để tạo ra date object. Thì chúng ta sẽ có là date này, millisecond, date, string, year, month, day, hour, minute, second, millisecond. Chúng ta sẽ ở đây có gì? D bằng new date này, hiển thị ra thì nó sẽ ra cái mới lúc nãy của chúng ta, đúng không? Rồi.
Tiếp theo date bằng October 13. Đây là ngày 13 tháng. Tháng mấy? 10. Giỏi ôi, học tiếng Anh. October là tháng 10. September là tháng 9. 13 tháng 10 năm 2014 thì nó sẽ hiển thị ra. Đố các bạn nó có hiển thị ngày không? Thứ mấy ấy? Lúc nãy chúng ta nhìn cái Thursday đúng không? Đố các bạn biết này nó có hiển thị ngày không? Có chứ. Monday. Được chưa? Tiếp theo là number. Đây là số gì? Số mili giây tính từ năm 1970 đến giờ đúng không? 20 phút. Ờ à, được. Đây là thông minh ạ. Đây. Là cái ngày này là thứ Friday là thứ mấy? Là thứ tư, thứ sáu. Trời ơi. Thứ hai là gì? Thứ ba là gì? Thứ ba cơ mà. Tuesday. Thứ tư là gì? Wednesday. Thứ năm. Thursday. Thứ sáu. Friday. Thứ bảy. Saturday. Thứ chủ nhật. Tôi chết với cậu. Học dốt vãi trưởng. Friday là thứ sáu. Ngày mùng 2 tháng mấy đây? Lại tháng 5. January. Tháng 1. Đủ. Câu vừa phải thôi chứ. January là tháng mấy? Tháng 1. Tháng 2 là cái gì? February tháng 3. March. Tháng 4. April. Tháng 5. May. Tháng 6. June. Tháng 7. July. Tháng 8. August. Tháng 9. September. Tháng 10. Hả? October. Tháng 11. November. Tháng 12. Ờ, December. Cái tháng 12 thì nhớ thế. Năm 2017 đọc là gì? 2017. Đọc 2017 được. Nhưng mà đọc vậy người ta khó hiểu. Chết mà thôi. Tiếp. Đây. 99 5 24 11 33 30 0. Đây là cái gì? Xem lại cái cấu trúc ở trên này. Đây này. Năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mili giây. Được chưa? Một mili giây bằng bao nhiêu giây? À, một giây bằng bao nhiêu mili giây? Tát cho vỡ mồm. Ở trong JavaScript, một mili giây bằng 1.000, à một giây bằng 1.000 mili giây. Được chưa? Đây. Đây. Năm 1999. Gì? Tháng 5. Ngày 24. 11 giờ 33 phút 33 giây. Đúng chưa? Nó là thứ 5. Xong chưa? Tiếp theo. Đây là gì? Năm tháng ngày. Năm 1999. Ngày 24 tháng 5 năm 1999. Đúng chưa? Tính từ 0 giờ 0 phút 0 giây. Xong. Tiếp theo. Date to string. Có. Nó đang chuỗi thôi. Ờ rồi đấy. Đây, tiếp theo chúng ta có date format. Cái này chúng ta phải nhớ đây. Chúng ta có 3 loại, 4 loại ngày tháng năm. ISO date, short date, long date, full date. Bây giờ ISO date thì đây. 5 tháng ngày. Được chưa? Short date thì là ngày tháng à, ngày tháng ngày năm. Tháng ngày năm được chưa? Nó sẽ là sược. Long date thì là có cả
nó chuyển sang là chữ. Được chưa? Tháng nó chuyển sang chữ. Xong chưa? Full date thì cả thứ, ngày, tháng, năm. Đấy. Về, chúng ta quy định IEE, MM, DD. Được chưa? Để kiếm cái bảng này nào. Chờ tí nhá. JavaScript date format. Nó có đấy. Nó có cái đoạn cái cú pháp. Chẳng nhớ ở đâu. Chẳng nhớ cái mơ y to y bé nào đâu. Đây rồi. Trong này có format không? Sau này chúng ta nên dùng cái thư viện Moment.js này, Moment.js này để làm việc với ngày tháng nó dễ hơn nhá. Làm việc rất dễ luôn. Ví dụ như sau. Thôi gọi để tôi date format, date time. Không biết cái đây nó ở đây đâu. Đây rồi. Chúng ta viết lại này. Nó có những format sau này. Đầu tiên là h nhỏ thì là hour. Không có cái số không ở đầu đâu nhé. H nhỏ thì là số giờ. Nhưng giờ này nó sẽ không có số 0 ở đầu. Ví dụ như bây giờ là 7 giờ đúng không? Bình thường chúng ta viết là 07. Nhưng mà với cái số để chúng ta, nếu mà để format là h nhỏ này, chúng ta sẽ để là 7, số 7 luôn. Không có 07 đâu. Được chưa? MM nhỏ là phút, nhưng không có số 0 ở đầu. Ví dụ như 1 phút thì nó sẽ viết là số 1 chứ nó không viết là 01. Được chưa? SS giây, nhưng mà không có số 0 ở đầu. Được chưa? A nhỏ ấy, là AM hay PM. Được chưa? Tiếp. Hết rồi. Đây, chúng ta tiến hành làm như sau. New date. Đây rồi. Đây. Chúng ta vào ZS Fiddle. Đây. Này không được chấp nhận này. Alert đây, h2.mm2. gì nữa, ss đúng không, cách a run không chạy. Today format. Đây. Nó có new date như này. Invalid date. Chờ tí nhé. Date now. Chờ tí để tôi check lại xem là format chuyển sang format của đấy như nào. JavaScript date full string
không có cái này rồi. Không có ép, nó không có cái ép cách hiển thị nhỉ. Chờ tí nhá, để tôi tìm đã. Date này tôi lâu lâu tôi không động vào rồi. Mát không có, get it cái này không có hàm ép kiểu à? Chờ tí nhé. JavaScript try it yourself. Chúng ta sẽ có new date. Đây, chúng ta d bằng new date đóng mở ngoặc cái số này. Sau đó là hiển thị chữ d này. Chúng ta sẽ có ngày này, tháng này, năm này đúng không? D. Đây là chuyển từ số sang ngày tháng năm sang số. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái hàm date pass để chuyển. Chúng ta sử dụng cái ví dụ như chúng ta viết vào ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có là d bằng new date này. Sau đó chúng ta muốn chuyển từ cái ngày tháng năm này sang số chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có thể là d.pass. D.pass. Đây nó sẽ lưu thành số. Run. Ủa sao không chạy? Date pass not a function. Date pass. Date chấm pass. Ví dụ như ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Nay là bao nhiêu? 23. Nay là tháng mấy? Tháng 11 đúng không? Ngày 23 năm bao nhiêu? 2017. Đúng không? Chúng ta hiển thị cái này ngày tháng năm này. Cái gì đây? This part is not on construction. Not construction. Kiểu gì nhỉ? Date.pass. Bắt buộc phải kiểu này. À đây cái new. Construct là new. Run. Đây nó sẽ chuyển thành ngày tháng năm, à cái số lượng giờ phút, số lượng mili giây tính từ năm 1970 cho đến cái thời điểm chúng ta viết ra đây. Còn cái mmdd này chúng ta cũng vẫn phải học nhá, vẫn phải nhớ cho tôi. Đi vào cái này sau này chúng ta sẽ cần phải chuyển sang đấy. Tiếp theo là đến cái m lớn là man number từ 1 cho đến 12 này. Mo là man number with o ordinal indicator là tháng 1, tháng 2, thứ tự ấy, tức là nó là chuyển sang số thứ tự ấy. Tiếp theo là mm, man number with leading zero là 01, 02, 03 đến tháng 12. Mmm là chuyển sang 3 chữ, 3 ký tự đầu của mỗi tháng. Mmm 4 chữ M lớn thì là viết đầy đủ tháng. Được chưa? Ủa, sao đã hết rồi á? Sao ít vậy? Đây nữa. Weekday, year, month, day, hour, minute, second. Sao ít vậy nhỉ? Tôi nhớ là có cái bảng nó nhiều lắm. Không nhớ là tìm ở đâu rồi. Thôi rồi, cái này để tôi hướng dẫn sau vậy. Chúng ta cũng chưa động đến ngày tháng năm. Ngoài ra, chúng ta có những cái hàm xử lý về chuỗi, xử lý về ngày tháng rất nhiều. Ví dụ, get date, get day, get full year, get hour, get millisecond, get minute, get month, get second, get time. Ví dụ, chúng ta có new date bằng get time. New date này, tức là ngày tháng năm hôm nay, sau đó nó get time. Nó sẽ lấy ra cái số millisecond tính từ ngày 1 tháng 1 năm 1970 đến bây giờ. Chúng ta reload phát nó sẽ khác.
Thấy không? Và cái số này một thời gian nữa tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xem nó hay dùng ở đâu. Đấy là cái get time. Tiếp theo get full year. Get full year là lấy năm đầy đủ 2017. Được chưa? Tiếp theo là get gì? Get day là lấy số ngày, hôm nay là ngày thứ mấy? Ngày thứ mấy trong tuần? Tại sao lại là thứ tư? Tuần bắt đầu từ thứ mấy? Thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Hôm nay thứ năm đúng không? Thì một tuần sẽ bắt đầu vào ngày thứ hai. Cho nên là hôm nay thứ năm thì là ngày thứ tư trong tuần. Được chưa? Đấy là cái get day. Get day. Set full year. Tại sao lại muộn vậy? Ngủ quên. Đấy nhá, nó tự đếm nhá, tôi không đếm nhá. Sao? Tính sao? Mỗi phút một cái chứ. Cuối giờ trống nhá. Không, không có thời gian. Rồi đây chúng ta có set full year, new date này, chúng ta có set ngày tháng năm cho một cái date. Thì chúng ta có d bằng new date, sau đó d.set full year. Thì chúng ta sẽ có cú pháp là năm tháng ngày. Được chưa? Thì ở đây cái ngày của JavaScript nó cái tháng của JavaScript nó sẽ bắt đầu tính từ 0 cho đến 11. Được chưa? Từ 0 cho đến 11, 0 là tháng 1. Đó. Thì chúng ta sẽ là ngày 14 tháng 1 năm 2020 thì nó đây nó hiển thị ra. Được chưa? Đây là get full year. Set date thôi. Set date thì chúng ta lấy new date như này, nếu mà bình thường nó sẽ hiển thị là ngày tháng năm ngày hôm nay đúng không? Hôm nay ngày bao nhiêu? Ngày 24 đúng không? 23 xin lỗi các bạn, 23. Nhưng khi chúng ta set date lại thì nó sẽ chuyển hôm nay thành ngày đâu? Ngày 15. Nó chuyển thành ngày 15. Đây, ở bên kia là 20. Bên này ghi là 20 nhưng ở bên này nó ghi là 15. Nó chuyển thành ngày 15 tháng 11 năm 2017. Được chưa? Ví dụ như chúng ta muốn set cái ngày mùng 1 tháng 1 năm 1996 thì chúng ta làm nào? Chúng ta có set year bằng 1996. Gì nữa? Set date ngày mùng 1. Set gì nữa? Set month. Set month ngày mùng 1 đúng không? Month này viết đúng không? Chẳng biết có đúng không? Để ngó lại đã. Đúng không? Set month. Đi á. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 1996. Chính sao? Chúng ta muốn xét giờ phút giây cũng được luôn. Xong chưa? Đấy là chọn lựa chọn một ngày tháng năm nào hiển thị. Đây, pass date. Khi chúng ta có hàm pass date, hàm này là hàm sẽ ép cái ngày tháng năm này về số mili giây tính từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 1970 đến giờ. Compare date thì chúng ta so sánh như bình thường. Được chưa? So sánh như bình thường, lớn hơn, nhỏ hơn, bằng. Được chưa? Không biết trong này có hàm date deep không nhỉ? JavaScript chờ tí. Date deep. Chắc có đấy. Đây.
Ví dụ chúng ta có một ngày là đây là chúng ta đang demo là ngày mùng 1 tháng 1 năm 1996 đúng không? Chúng ta sẽ có va D2 bằng new date. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 2017 này. 10 này. Set date là ngày 23 này. Set month là ngày tháng 11. Để tôi hiển thị ra cái D2. Đúng không? Tháng 11. Tôi muốn tính ra cái ngày, số ngày từ năm ngày mùng 1 tháng 1 năm 1996 cho đến ngày hôm nay là đã diễn ra được bao nhiêu ngày rồi. Có được không? Ví dụ như thằng Dương sinh ngày bao nhiêu? Ngày 13. Ngày 1999. Thì bây giờ tôi muốn kiểm tra xem là ông đã sống được bao nhiêu ngày trên đời này rồi. Để dùng kiểu gì? Lấy thử D2 trừ D1 xem có được không nhá. D2 trừ D. Đây tính ra số mili giây. Đúng không? Nó chỉ tính ra số ông sống được bằng ngày mili giây rồi này. Được chưa? Ông sống được bằng ngày mili giây rồi bao nhiêu tỷ đấy? Nghìn này. Triệu này. Đúng không? Ông sống mới sống được 2 tỷ giây thôi. 2 tỷ mili giây thôi. Cái này chia cho 1.000, lấy cái số này chia cho 1.000 là ra số giây ông đã sống. Đấy, ông mới sống được 2.592.000 giây. Tính tới lúc đẻ rồi, tầm đấy. Được chưa? Thì chúng ta có cái date deep. Muốn tính số ngày chúng ta đã trải qua ấy, thì chúng ta có cái date deep in day D và D2. Được chưa? Wow, cái date deep này không có. Tôi coi này. Cái date deep nó đào đâu ra nhỉ? À đây là cái ngày rồi. Đây là tôi phải tự viết ra. Đây chúng ta phải tự viết ra một cái đối tượng. Không được rồi. Tôi nhớ ở trong PP nó có một cái hàm mà gọi là hàm date deep. Không biết bên này tôi đang kiểm tra xem bên này có không. Tôi vứt cái này vào. Đây. Cái gì đây? Đây tính số ngày à? Ngày này trừ ngày này đi à? 7. Gì mà thằng Dương mới sống được 30 ngày? Nó sai đấy, nó làm sai. Deep. Chờ tí nhá để tôi tìm ra có cái date deep nào không. Chắc không có rồi. Cái này không, nó không có tính ra, nó chúng ta phải tự viết rồi. Cái này phải tự tính. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có cái đoạn như này. Thằng này đẻ ngày 13 tháng 9 luôn hả? Thế vậy mày phải gọi FPT. Ngày 13 tháng 9 là ngày sinh nhật tập đoàn. 1999. Hả? Đến lúc đấy ông sinh nhật tập đoàn thì cả tập đoàn chúc mừng sinh nhật ông. Đến lúc đấy ở FPT ngày 13 tháng 9 có thưởng mà. 11. Đây. Ông sống được 6.646 ngày rồi. Nhiều phết. 10 năm đã là 3.000 ngày. Được 20 tuổi chưa? Chưa được 20 tuổi đúng không? Thì là nhân đôi lên, gần như là nhân đôi lên thôi. Bởi vì 1 năm có 365 ngày. Nhân lên thì là sống được 6.646 ngày. Đây, tôi tính năm ngày tôi sống chắc cũng chả hơn các ông bao nhiêu. Ui, 9.000 ngày rồi, sắp được 10.000 ngày sống trên đời rồi.
Số lùi đẹp cái gì vậy? Rồi đấy là những cái về ngày tháng năm. Để xem còn cái gì không nào. Date. Đây, GS date format đây rồi. Chờ tí nha để tôi tìm cái này. Vẫn bị quên. JavaScript display date format. Cái này bắt buộc phải dùng moment này. Không được rồi, cái này nó không có định dạng format đâu rồi. Trong JavaScript chúng ta không có. Ok, cái moment này để tính sau. Bao giờ chúng ta học đến thư viện để tính. Đấy là những cái hàm chúng ta có sẵn ở trong JavaScript để cung cấp cho chúng ta về cái việc tương tác với số, tương tác với ngày tháng năm. Nó chỉ có bằng đấy thôi. Hết. Tiếp theo. Chúng ta đã đảo qua những cái thứ này rồi này. Các bạn phải nhớ được nhá. Tất nhiên là không cần phải nhớ cụ thể chi tiết nó như thế nào, nhưng quan trọng là phải nhớ được trong JavaScript nó cung cấp cho chúng ta những cái gì để sau này tìm lại cho nó dễ. Thì chúng ta có những cái hàm tương tác về chữ chuỗi ấy, thì gồm những cái gì? Cắt chuỗi này. Gì nữa? Cắt chuỗi này. Thay thế một ký tự này. Tìm kiếm một ký tự có trong chuỗi không này. Nối chuỗi này. Chuyển chuỗi thành mảng này. Gì nữa? Gì nữa? Đấy, đúng rồi, xóa khoảng trắng hai bên là trim đúng không? Gì nữa? Nhiều lắm. Không nhớ gì, ví dụ như bây giờ tôi muốn gọi là cái gì nhỉ? Chuyển chữ thường thành chữ hoa sao? Nếu mà không nhớ cái hàm to uppercase thì sao? Thì phải search bằng cái gì? Nãy giờ các bạn thấy tôi search bằng cái gì? Luôn luôn là ngôn ngữ trước JavaScript đúng không? Tiếp theo là đến cái gì? Chuỗi đúng không? Chuỗi tiếng Anh là gì? String upper là viên hoa đúng không? Đây ra chưa? Đúng không? Nếu bây giờ tôi muốn xóa toàn bộ khoảng trắng khỏi chuỗi. Xóa là gì? Hay còn có cái từ gì để tương đương với từ xóa, loại bỏ? Remove khoảng trắng. White space from string. Ra chưa? Đấy, cách tìm kiếm đấy. Được chưa? Đấy là cách chúng ta tìm kiếm. Xong chưa? Rồi, đấy là về chuỗi này. Tiếp theo về mảng. Mảng của chúng ta có gì? Ép phần tử vào mảng và cuối mảng này. Lấy phần tử cuối mảng ra này. Thêm phần tử vào đầu mảng này. Lấy phần tử ở đầu mảng ra này. Gì nữa? Xóa phần tử trong mảng này. Là hàm delete hoặc là hàm dùng hàm Splice, cắt một đoạn phần tử trong mảng này, slice, đúng không? Chuyển từ mảng sang chuỗi này, join, đúng chưa? Còn nhiều thứ nữa, sắp xếp này, sắp xếp, sort, nối mảng, nối hai mảng với nhau, dùng concat, gì nữa?
có 1 tỷ thứ. File, filter, đúng không? For each, còn nhiều lắm, đúng không? Thì chúng ta phải nhớ được. Và quan trọng là cái từ mảng viết như thế nào. Array, muốn tìm cái gì thì JavaScript array, xong bắt đầu là tìm cái câu của mình. Được chưa? Tiếp theo đến số. Số thì nó rất là dễ, nó chỉ có là kiểm tra có phải là số hay không này, đúng không? Rồi thì to fix là gì? Làm tròn. Làm tròn là tính cái số thập phân thôi. Được chưa? Rồi to precision là tính số, tất cả đếm tất cả số ở trong trong cái dãy số của chúng ta và làm tròn nó, đúng không? Gì nữa? Number ép chuỗi về, ép giá trị về số, pass in, pass float. Được chưa? Hết rồi. Có mỗi vậy rồi. Và to string nữa, đi quên. Tiếp theo là các hàm về gì? Ngày tháng năm thì date, có hàm new date, đúng không? New date là tạo ra một đối tượng mới. Nhớ là cái ngày tháng năm của chúng ta là tính bằng mili giây, từ ngày, từ 0 giờ 0 phút 0 giây ngày mùng 1 tháng 1 năm 1970 cho đến bây giờ. Được chưa? Có get date, get year, get hour, get month. Rồi set, đã có get thì sẽ có set. Được chưa? Đấy là cái những cái gì mà JavaScript nó cung cấp. Xong chưa? Tiếp theo thì chúng ta sẽ có hai option. Tôi cho chúng ta chọn. Đấy là hết về JavaScript rồi nhé. Buổi sau tôi sẽ có một cái bài quiz, một cái bài test cho chúng ta để làm bài, có cả thực hành lẫn lý thuyết để chúng ta làm và ôn lại về JavaScript. Cho dùng mạng thoải mái luôn, miễn là không trao đổi với nhau được. Chúng ta sẽ có hai option bây giờ. Chúng ta nhớ về ôn những cái vừa rồi đi nhé. Một là chúng ta sẽ học, quay lại học về CSS và tôi sẽ hướng dẫn chúng ta về responsive. Đấy là một phần. Phần thứ hai, cách thứ hai là sẽ học lên thư viện cho JavaScript là jQuery. Cho chúng ta chọn. Tại sao không học responsive? Bao nhiêu bạn muốn học về CSS responsive nào? 3 đứa, 5 đứa, 6 đứa, 7, 8, 8 đứa. Mớ còn lại ra là học về JS đúng không? Hay là muốn luyện? Có muốn luyện không? Luyện tập cái mớ ba mớ kiến thức chúng ta vừa mới động vào. Luyện nhá. Rồi bài sau chúng ta sẽ học về CSS và responsive. Và học thêm luôn lên thư viện Bootstrap luôn. Rất nhanh. Rồi, như vậy chúng ta sẽ luyện tập. Bài tập chúng ta sẽ như sau. Bài tập chúng ta sẽ như sau. Đây là bài 1 này. Bài 1. Đây tôi sẽ ra dạng bài bất kỳ nhá. Dạng bài bất kỳ thôi. Sẽ như sau. Chúng ta tiến hành nhập một số bất kỳ từ 1 cho đến 12 vào trong input. Được chưa? Sau đó là bấm submit thì sẽ hiển thị ra ở cái result này. Hiển thị ra ở cái result này. Hiển thị submit thì sẽ hiển thị số ngày có trong tháng đó. Được chưa? Làm luôn. Đây cái giao diện của tôi như thế này. Đúng không? Ví dụ tôi để đây là tháng 12 chẳng hạn, bấm vào submit này thì nó sẽ phải hiện tháng 12 có bao nhiêu ngày? 31 ngày thì nó sẽ hiển thị số 31 dưới này. Được chưa? Đấy là yêu cầu bài toán. Nếu mà bấm vào số 2 thì sao? 28 ngày. Cứ cho là 28 đi đã, tí nữa chúng ta tính năm nhuận sau. Đấy là bài toán thứ hai là sẽ phải tính năm nhuận.
ra chưa? Từ 1 đến tháng đến số 12, bấm submit hiển thị số ngày có trong tháng đó. Ông làm kiểu gì ấy mà lâu ấy. Anh gì này, đọc cái gì ấy? XL là xong rồi, có cái gì mà phải tự tạp đây đâu. Tìm không thấy đâu. Nghĩ xem cách bình thường chúng ta có giải quyết được cái này không. Nhập số, lấy giá trị của số, chuyển nó sang chuyển cái giá trị đấy sang số đúng không? Làm một cái if từ 1 đến 12. Những tháng nào có 31 ngày? 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 là những cái tháng có 31 ngày đúng không? If cái giá trị chúng ta nhập vào bằng một trong những số đấy thì hiển thị ra là 31. Rồi thì if 4 này, 4, 6, 9, 11 thì là 30. Còn if bằng 2 thì một cái if, một cái eo if, một cái eo nữa là xong hết phim. Chẳng có cái vẹo gì. Như người rời ấy. Tìm loạn hết cả lên. Bạn này không biết tính à?
Có biết tinh thắng nào có 31 ngày à? Nhà quê. Kế công nhá. Tôi kiểm tra kết quả thôi. Tôi nghĩ đề bài về 2 đây. Nhập tháng 1 đến 12. Đấy, 5 bài tha hồ làm. Làm đi, làm bài nào được trước thì làm. Buổi sau tôi sẽ kiểm tra cái mớ này, gọi từng đứa lên chữa một.
Mm-hmm.
số ngày thực sinh nhật của mình bây giờ là tính cái tiền từ lúc số ngày từ lúc hiện ra gì là buồn từ gì ra tức là đến ngày sinh nhật cái gì tức là cái lúc mình ra thì bằng tính mà lần sinh nhật liên quan gì tính số ngày từ sinh nhật của mình đến giờ tính tức là tính từ ngày mình đẻ ra đến bây giờ giống như vừa rồi tôi làm before it. And the one for the other things. That's up to the one for.
viết ra là viết trong cái hàm đấy, mình viết đấy trong nội dung cái hàm B1 thì à, để mà viết sai chứ, nha, phải là cái gì? Đứa nào không comment tự động chúng ta tính những trường hợp không phạt nữa, nặng hơn thì phạt nặng hơn đấy nha. Viết comment vào làm cái gì cũng phải viết comment ra chứ, không thì làm bằng mắt à? Không phải comment ở đấy, comment trong hàm ấy, còn cái đề này tí cứ gửi đây là xong. Lại ít, mày đã comment chưa, mày đã ít rồi, đừng làm gì với cái ít đấy thì phải viết ra. Bước 1 làm cái gì, bước 2 làm cái gì, bước 3 làm cái gì, các thằng chủ nào nữa, viết ra. Gì em làm gì em? Thế cũng được rồi. Cái ghép đế đây nó sẽ lấy cái ngày tháng đầu tiên thôi. Lần đầu tiên nó quét qua nó lấy rồi chứ nó không lấy mãi đâu. Thế là tôi biết là để là cái ghép đi lên ba ID dừng ở đấy. Cái ba link tôi sẽ lấy ở trong hàm. Phải làm như thế nào? Học lập trình mà đến bây giờ là đến 3 tháng rồi vẫn còn như thế này là vẫn đi nhá. Rất đáng có đâu. Lớp này mỗi ngày là 30 phút. Đúng rồi, giờ có em ở đây đúng không? Đi đủ thiếu ở đặt chỉ đặt rồi giờ sao đây là lấy số rồi nhá, đúng không? Bây giờ cái tiếp theo cần đấy là định nghĩa cái danh sách những cái thằng mà đang cùng cảnh. Sau định nghĩa ra những cái tháng có 30 ngày, đúng không? Và định nghĩa ra những tháng có 28 ngày. Rồi đến nhất là chúng ta phải nhớ đến mảng rồi, đúng không? Viết ra định nghĩa mảng, mảng chứa các tháng 30 ngày. Đấy. Rồi, viết ở dưới. Rồi, cái dưới cái 31 đấy, dưới 31 này. Và tôi biết đây 31 bằng mảng vi tính mảng mà mảng cái gì nào
Google không biết thì Google nhanh. JavaScript thì nghĩa mạng. Đây là cái biểu hiện của lười. 29 ạ. Rồi xong. Đấy, giờ ít đi. Viết comment đấy, kiểm tra xem. Kiểm tra cái sáng tháng, kiểm tra cái tháng nhập vào có thuộc về 30 ngày hay không? Rồi, kiểm tra thì dùng từ gì, dùng cái gì? Ít, đúng rồi. Bây giờ làm sao để kiểm tra một phần tử có trong mạng? Search, không biết thì lại search, chứ sao nữa? JavaScript kiểm tra phần tử có trong mạng. Dưới là nội dung chính kìa. Trên đấy không, ui giời ơi, kỹ năng đọc hiểu có kém tí khủng quá đấy. Full slide one không có đây. Đây là cấu trúc tiếng Anh JavaScript in the box now. Đây, already little nè. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy không? Ra số này. Rồi sao? Không gửi gì? Ít gì? Cái này là cái mạng. Được chưa?
ra. Rồi. Rồi, đi nữa. Rồi, bên kia ra. Đúng rồi, chính xác. Đây là cái gì? Đây là phần tử cần tìm. Đây là giá trị cần tìm trong mạng. Cần tìm cái gì? Tìm cái giá trị nhập vào. Không giá trị nhập vào đâu. Nhập vào đâu. Đây là giá trị mình định nghĩa lại chứ. Giá trị nào là giá trị mình nhập vào? Hello? Giá trị nào là giá trị mình nhập vào? Được chưa? Có đúng không? Sai. Value nó là chữ là số. Hả? Value nó là chữ là số. Bên này giá trị nhập vào thì input là chữ là số. Chữ đúng không? Đúng không? Phải compare với những cái giá trị là số. Có đúng không? Ép biểu nói thế rồi mà vẫn còn cứ đánh thối mặt ra. Nên kiểu như nào? Ép từ chữ về số làm cùng hàng gì? Hả? Không biết thì sớt. Có thế thôi. Không xuất từ tiếng Anh thì xuất tiếng Việt. Chơi thì nhanh. Đấy. Có đọc không? Vẫn kéo xuống được, chẳng hiểu nghĩ cái gì rồi. Vẫn đập vào mặt đấy, trước mặt đấy. Cực kỳ điên người. Cao, tay là cái gì? Value của đấy. Sao nữa? Thế là xong à? Đọc lại những cái đoạn để xem nó như thế nào. Đây đọc nghe này. Nếu Apple có tồn tại ở trong cái mảng kia nó trả lại vị trí. Nếu không tồn tại nó trả lại cái gì? Trả lại cái gì? Đúng rồi. Sao nữa? Mang áp dụng cho bài này thì sao? Đúng rồi. Thì sao nữa? Tạm thời con số log ra là 31. Chân xuống chạy như thế nào? Con biết chưa? Rồi chạy đi. Tài bố rồi. Main Z trong 14. Cái năm rồi đây là index của nó ở đây đúng không? Đắng của cái index cho mày đâu.
Thấy chưa? Viết số 2 là thế nào? Có ra gì không? Thế. Rồi sao nữa? Đi. Không dư vào trường hợp này mà dư vào trường hợp khác thì sao? Đi nữa. Phải chuẩn bị ăn đọc đây đấy. Không dư vào trường hợp này mà dư vào trường hợp khác. Lại không biết gì này cô vậy sẽ nhánh rồi. Ông mà còn tiếp tục như này tôi sẽ cả 3 buổi chẳng có một lớp đấy luôn. Này không dạy được đâu.